Xin chào cả nhà. Chủ đề chăm sóc mầm gốc phi điệp, những cây phi điệp đột biến. Thì bữa nay là mùa bắt đầu chuẩn bị chuyển qua mùa hè, mùa của những cây phi điệp phát triển mạnh nhất, những cái mầm gốc đang phúng ra hoặc là đang giai đoạn đi ngọn với tốc độ cao. Đây là cây mầm gốc của cây năm cánh trắng bạch tuyết. Chúng ta có thể nhận dạng thân lá. Thì ở những giai đoạn đầu, khi cây đã già dặn rồi, chúng ta sẽ tiến hành kích cho cây ra mầm gốc sớm. Thì lúc đầu nó sẽ nhú ra như thế này. Thì giai đoạn này chúng ta chỉ vấn đề quan trọng nhất là chúng ta sẽ canh sên khi mầm gốc nó như thế này. Đây cũng là một mầm năm cánh trắng bạch tuyết. Chúng ta canh bắt sên để bảo vệ cái mầm gốc. Thời điểm này những cái bệnh như thối nhũng chưa xuất hiện. Đây là mầm gốc bạch tuyết. Và sau một thời gian thì chúng ta sẽ có những cái mầm như thế này. Lúc xuất hiện những cái mầm như thế này thì bắt đầu sẽ có những rủi ro khác. Bây giờ vấn đề sên đã không còn quan trọng, tại vì cây mầm đã lớn rồi. Sên sẽ không có cắn phá mầm được nữa. Lúc này cũng là lúc bắt đầu hình thành những cái rễ non. Tùy vào giống cây, một số giống cây thì rễ non sẽ xuất hiện theo mầm gốc hơi chậm trễ. Đây cũng là một mầm này, những mầm năm cánh trắng bạch tuyết. Và thời điểm này cái rủi ro thối nhũng rất là cao, cho nên chúng ta phải canh thật là tỉ mỉ và xịt phòng các loại thuốc phòng thối nhũng. Ví dụ như ở trường hợp này, cây năm cánh trắng bạch tuyết này đã bị do tốc độ phát triển quá cao, quá nhanh, mỏng lá và những điều kiện mùa hè nó có những thời tiết nó cực đoan, biên độ nhiệt độ nó tăng cao, nó gây ra hiện tượng thối nhũng ở lá và bên toàn đã phát hiện sớm và đã cắt đi. Thậm chí những cái mầm lớn như thế này rồi thì vấn đề thối nhũng của mùa này vẫn rất là nghiêm trọng. Ví dụ như đây, cây năm cánh trắng Phú Thọ bị thối đầu lá. Cái này là do vi khuẩn nó tấn công. Vi khuẩn nó tồn tại được ở một cái môi trường nhiệt độ cao, độ ẩm tốt và cái lớp bảo vệ này nó quá non thì nó sẽ gây ra hiện tượng này. Và cái thời điểm này những cây lan trong vườn nó quá dày đặc thì nó cũng là một cái để mà gây ra thối nhũng. Và vấn đề bệnh tật của cây nó còn liên quan tới cái tính trạng của từng cây một. Ví dụ như trong khu vườn thì những cây HO, mầm gốc của nó rất là cứng cáp, nó sẽ có những cái mầm gốc rất là ổn định hơn những cái giống khác và dễ chăm sóc hơn. Đây, những cái mầm năm cánh trắng HO tỷ lệ bệnh tật rất là ít so với những loại cây khác như bạch tuyết Phú Thọ thì
tỷ lệ bệnh tật rất ít, những cái chiếc lá rất là dày. Nó còn phụ thuộc vào yếu tố nguồn gen của cây, cho nên mỗi cây nó có một cái đặc tính khác nhau và người chăm sóc phải hiểu về chúng để làm cho chúng theo ý muốn của mình. Ví dụ như ở phần cây những mầm gốc Hồng Minh Châu cũng là một giống cây có cái tính trạng là mầm gốc khỏe mạnh và ít rủi ro bệnh tật. Mà cái nhà ngắm mầm gốc Hồng Minh Châu thì khi cây đủ dài dặn rồi, bên Toàn sẽ tiến hành bôi di xanh ở khu vực phía gốc, và bữa nay nó đẻ ra như thế này. Đây nữa cả nhà, những cây đủ độ chín mùi rồi, chúng ta sẽ tiến hành làm mầm gốc. Và những cây Minh Châu thì tốc độ mầm gốc đi cũng không nhanh. Khi tốc độ mầm gốc đi không nhanh thì nó có thời gian để tái tạo cái bộ lá nó cứng cáp, giảm tỷ lệ bị thối nhũng. Thì đó là những cái vấn đề chúng ta chăm sóc mầm gốc. Còn bên Toàn thì một mùa cây, bữa nay thì sẽ vẫn xịt những cái loại phân bón lá. Mùa này thì vẫn xịt phân bón lá nhưng mà giảm những cái hàm lượng đạm cao để giảm cái trường hợp thối nhũng. Nếu chúng ta không chuyên nhiều về chăm sóc cây thì tốt nhất không dùng phân bón lá luôn là an toàn nhất. Còn một khi đã dùng rồi thì nó sẽ tăng cái rủi ro bệnh tật của vườn lên. Khi gần tới mùa lạnh, mùa thu thì bên Toàn bắt đầu sẽ sử dụng phân bón lá những dòng cao đạm 30-10-10. Một tuần xịt một lần. Mầm gốc. Cả nhà lưu ý là phải cái cây nó đủ dài dặn rồi chúng ta hẳn làm mầm gốc để lấy được cái độ chín mùi của cái cây. Như những cái cây non như thế này, bên Toàn vẫn chưa tiến hành làm mầm gốc. Bởi vì làm ra nó non, nó không được đạt. Nó rất nhiều hệ lụy. Thậm chí là khi làm như vậy thì cái cây nó bị mất luôn một năm luôn. Gọi như là nó không có giải được cái thuốc đó, giải được cái di sanh đó. Và cái cây nó cứ non thế này, rất là khó chăm. Ok, một clip về chăm sóc mầm gốc lan phi điệp, những cây phi điệp đột biến giá trị cao. Toàn xin kết thúc clip.